dưới rổ lu trời ơi. Two down. What's up anh em, chào mừng em trở lại với YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay là một trận đấu đầu tiên của HBL 2024 và mình gặp Hidden Dragons tại sân nhà Phương Nam. Anh em cũng khá là mong chờ trận đấu này vì đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải và để test xem là những thời gian qua anh em tập luyện và đây là lúc chúng ta bắt đầu sẽ chạy cái hệ thống mới này xem như nào nhá. Trận đấu này mình bị ốm và ho khá là nhiều, đấy là anh em thông cảm cho cái video này nhá. Ok, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động và chiến thôi. Game time. Cái này. Ê. Rồi đủ chưa, tập trung chưa. Ok. Lưu ý nhá, khi mà em vào sân này, đây là một trận đấu đầu tiên của HBL năm nay, anh muốn em có một sự bắt nhịp rất là tốt. Hiểu không? Mình vào phát mình áp đặt lùi đánh như cái hôm mà em đánh với U18 á, hiểu không? Thấy không? Nghe này, những cái gì anh cân nhắc của em này, một là gì? Phòng thủ á, băm. Đấy là cái điều cực kỳ dễ làm mà bọn em quên. Băm guarder, thấy chưa? Thứ hai, box out, weak side. Lấy quả bóng, transition, gọi bài. Ok? Ok, đây là sân nhà mình nên nhớ, đây là sân nhà mình, ok? Thấy không? Ba đâu có chiến nhá. 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! Có chứ. Sắp bao giờ thì muộn rồi. Đây. Tăng lên, áp lực vào lên, quét sổ ấy. Nào. Robot đánh đi sao? Tốt xíu. Forgot. Come on.
Đúng rồi, đúng rồi. Tốt luôn. Box out, box out. Good job. Transition, chơi. Tốt. Chờ giúp. Ép đi ra biên. Nào, xíu rồi. Sao. Đây rồi. Đây rồi. Ốp. Sao để nó đi thế nhở? Nếu mà không quăng tôi không bảo cậu như thế. Nếu quăng là quăng cũng sai. 43. Bốc sao? Thời gian. Đi vào trong. Đây rồi. Mình đang mất điểm ở đâu? Transition. Fast break, mình là thủ cho vận anh cực kỳ tệ. Vì sao? Vì cái vị trí đứng của tấn công bị sai. Oh,
Chứ nếu mà bây giờ nó nhận bóng rồi em mới lao lên thì em là thằng chết. Bởi vì sao? Nó đang tấn công, em lao lao lên ngược chiều nhau là em sẽ bất lợi rồi. Vấn đề là gì? Hai cái line one này này, đừng quan tâm thằng bóng swing ngược lại đây, quan tâm thằng big man này này, vì thằng big man luôn luôn đứng ở giữa này này. Có hiểu vấn đề không? Cái mày nhá, bóng ra đây đúng không? Ông cứ lùa ra đi, đừng để vì ông Hoàng luôn, đừng để ông Hoàng cross server ngược lại nữa, bắt ông Hoàng đi giản biên. Hiểu vấn đề không? Thì thằng này làm gì? Thằng này về đây. Co về đây. Co về đây. Nếu truyền qua đây thì sao? Thì thằng số 3 chủ động cắt lên. Đấy mới lúc chủ động. 1 2 3. Ai ai gọi zipper đánh 5 quả. Có lỗi kìa. Đây rồi. Right now. Đây rồi. Ok, fine. Đức Anh. Đây, xíu. Tiếp. Elbow. Ê, lỗi kìa. Trả bóng gắt. Tốt đường anh ơi. Đây rồi, cắt. Bóng xong về đi mọi người ơi. Đéo hiểu chân em cái đéo gì không biết ạ. Chạy về đi. Đây rồi. Chết một xíu. Tin tưởng nhau lên. Bài sớm lên. Bấm cơ đồ. Đây rồi xíu. Ok, primary. Đây rồi, ok, hang on. Đúng rồi, tốt luôn. Tốt, đây rồi. Tốt xíu. Let's go, man. Hai. Xíu. Dưới rổ, lu. Em đứng đây chặn để người ta không đi với đồ. Thì thằng này vào phát điểm, em ô ra thì thằng này ốp vào. Hiểu cái này không? Có gì bỏ mẹ ông này em thế đéo được nữa. Chơi đi game. Đây rồi. Ê, lỗi kìa. Ê. Xéo gì này. Cuốn hôi. Đây rồi. Bảng hơn.
ai 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 này 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 ít bóng ít bóng đi vào 1 2 3 chơi 1 2 3 chơi hoặc 1 2 chơi hiểu không em nhiều bóng quá em sẽ không xử lý được trong đấy đâu. Khi sếu trong thì mai vé sẽ tập trung vào sếu nên nhớ gì chúng ta có mấy lỗi rồi cứ đâm vào trong đi cho nó mất lỗi về thủ cho nó mất lỗi về cứ đâm vào trong đi thời điểm này rất nhạy cảm vì sao đã 2 thằng đuổi rồi nên nó sẽ rất để ý cứ đi vào trong lao vào người nó đâm vào người nó dứt điểm hiểu không đồng thấy đồng ở mình dứt điểm nhá hai cái big man này đừng có lờ la lờ đờ đứng ngoài nhìn nữa đi mẹ lao vào hỗ trợ nó rebound công quá yếu quá yếu quá yếu lao vào tranh chấp rebound đấy mà điều cần của big man này này đúng rồi hai phạt hai phạt thôi tập trung vào trận đấu đi không phải thiếu ơi thiếu mày đây là đường bóng nghiêm trọng lắm trận tới đây rồi tám giây này đây rồi bình tĩnh lôi à mày lôi à chắc có quả bóng nó ra rồi bóng là xong ok mày đi gọi người lên gọi tên lên Anh thế đi. Ơi. Mày mới lên tiếng. Đây rồi. Ôi không cắt được. Nó lên có thằng dưới mà. Tôn Quyết. Tôn Quyết ơi. Rồi, fight. Run, Nguyên. Chậm lại. Tốt, Nguyên. Ê. Chạy lên. Không chạy là lủng luôn. Phải chạy, chạy đi. Chạy hết đi. Defense of 3. 1, 2, 3. Defense! Xong đi đấu vài ba giải bắt đầu đánh cái như mày. Điên bái luôn. Nêu. Anh kêu. Tốt. Tốt. Good rotate. Thấy không? Đây rồi, chạp, ra ngoài, mạnh ra, đây rồi, Dũng, đúng rồi, Dũng ra kia. Đây rồi, mạnh, ok. Đây rồi. Đúng rồi. Đây rồi. Chết rồi. Hey, time out.
Time out. Tại cái cần là thủ, cái cần là phòng thủ. Anh không quan tâm em chịt bao quả, mà em kiểu gì sẽ vào thôi. Nhưng anh cần mới phải phòng thủ được thì mình mới thắng được. Em có biết một hiệp vừa rồi nhá, bọn nó bao điểm để phạt đó. Đúng rồi, đài đi! Lui! Lui! Chóp đâu, chóp đâu! Vào, 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 vào! Anh Lu! Này, ngồi đây! Anh Lu! Về đúng, về đúng rồi! Tay lên! Anh Lu! Con nào, con nào, Sơn! Con nào, Sơn! Đánh! Siêu đi xéo! Trời! Trời ơi! Anh sẽ cầm lại mà, xong này nếu mà ra xin anh lại chụp lại cho mày mà. Ok ok. Bắt tay. Thôi anh ơi. Thank you. Và vừa rồi bọn mình đã kết thúc trận đấu với Hidden Dragons, một trận đấu rất căng thẳng kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ cơ. Thực sự là có rất nhiều vấn đề mà mình cần phải giải quyết với anh em. Mình không nghĩ rằng một trận đấu này mà phải vất vả đến như vậy, đặc biệt là sau khi anh em có những màn trình diễn ở giải hữu rất là tốt. Như các bạn thấy đấy, thì thể thao không thể nói trước điều gì được cả. Và đội mình sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn nữa để có thể cải thiện trong đợt tới. Ok, và bây giờ mình sẽ xin chào các bạn anh em nhé. Peace.